mình đã tới khách sạn rồi. Ở đây là cái cổng đi vào. Khách sạn này rất là lớn. À, chút tôi cái này nè, xin mời xem. Maxilo Ocean là giống như là một cái làng vậy, có nhiều cái suối nước nóng. Mình đi trong cái làng đó để tắm những chỗ suối nước nóng khác nhau. Thì đây là cái khách sạn mà mình sẽ ở lại đây. Khách sạn này có theo kiểu như truyền thống của Nhật vậy đó. Ở phía đây sẽ có cái bàn ghế. Và đi lên đây á, đây là phòng khách sạn. Bây giờ mình vào phòng. Giờ mình đi vào đây, mình giới thiệu ở trong phòng đây là cái kiểu phòng khách sạn của Nhật đó, nó như thế nào nha. Đây là phòng tắm. Đây là phòng tắm. Phòng tắm ở đây và cái toilet ở đây. Nhìn rất là rộng. Bây giờ vô trong phòng mà đem hành lý vô phòng xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị lấy thay áo, thay quần áo để mà đi tắm onsen. Sau đó thì sẽ được ăn ăn Viking, thì gọi là ăn tabe hoda, tức là ăn nhà hàng kiểu mà kiểu thức ăn tự chọn mà ăn thoải mái á, thì ăn buổi tối. Mà tắm onsen ở đây á, tắm suối nước nóng thì lúc nào cũng đi được. Ở khách sạn này thì có hai cái loại hồ tắm, tắm ở dưới đất và ở trên tầng thượng nữa, thì nó chia ra như vậy, rất là nhìn nó rất là khác với những cái khách sạn khác. Hoặc là đi ra ngoài có những cái chỗ bồn tắm tự nhiên khác nữa. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi lấy quần áo và đi tắm suối nước nóng đây. Gia đình mà tới đây nghỉ ngơi.
またあとで。またあとでって、まだじゃ。はい、行こう。ここから上がったらいいんちゃう、そこ、それで4回。な。Thì đi ra khỏi cái khách sạn để đi vòng vòng ở đây á, thì có nhiều cái onsen, đi xem tham quan thử đi. Ở đây có một cái onsen nữa. Xong rồi nha. Con là 100-200 nghìn, người lớn là 500 nghìn.